chị đau được không đây? Đi đã rửa mặt rồi chưa? Chưa chị. Thì bây giờ em sẽ như thế nào chị? Vậy luôn em sẽ như thế nào? Thì như em đang kia còn cái họ là vậy, họ là cũng như kia em đang bình thường rất bình thường. Tức là nó tính từ điểm biên chế là chị. Tôi có. Tôi có sinh nhật Phu qua. Chó thì chứ.
Trời thì nó mát nó túa rồi kinh trời. Cao quá chứ sợ luôn. Cao quá trời. Ủa coi xong tắt điện thoại, nhắm mắt một phát rồi. Ngủ luôn à? Bên nào ngủ sớm dở vậy? Mấy mệt nó dậy nằm rồi ngủ được không á. Rồi trưa em ngủ á. Tối hôm trước buổi trưa đi ngủ. Chị xem hồ sơ đi. Chị xem hồ sơ. Chị xem hồ sơ chị. Em không nhớ tính sách này. À với lại chị. Tại vì vì hồi trưa em cũng không như biết luôn, tại vì xưa giờ em cứ qua là mười mấy năm rồi, cái em cũng không kỹ luôn. Cái hồi trước ấy, đó em kể gì đó, cái 2012 bên Sơn Trà là 3 năm cái thi biên chế một lần ấy, cái 2012 mất đi để tới đầu, cho nên em nghĩ thôi từ từ thi mọi người cái phương lương cũng thi nhau và thi làm gì thôi ra đi để cũng thi chỉ cái 2015 mới như thi, tức là nói chung cũng chủ quan thì đâu có biết là nó sẽ ảnh hưởng đến sau này. Còn cái hồ sơ của em là biên chế từ ngày 5 tháng 10 hả chị? À đấy hả? Đúng rồi. Đó là giờ nó hồi tính. Đấy là tính gọi là. Đấy là. Dạ là sắp năm. Như vậy là em bắt đầu từ tháng tới đây là tháng 11, à tháng 12, 1 à, là 2 tháng mấy hả? À, là hình như hồi nãy em cũng đã ở 3,33 rồi sao á? À, tức là chị xem giùm em về cái hệ số như có lột đổ dân yếu rồi, thì trước em cũng không để ý ấy. Hàng chị em cũng kêu mà chứ lại thêm giải em của ra em thêm cái lương tháng 9, tháng 10, tháng 11 em ở cái quận á, 3 tháng cái lương cũng chênh lệch nhau chị hả? Tháng 9, tháng 10, tháng 11 em thấy chênh lệch ở 50% gì đó, tức là 3 tháng mà lương không giống nhau, lương không giống nhau. Đi đâu một ít người làm dạ. Bầu nghĩ là dạ. 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 Dạ.